Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh DDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án iRobot, các dự án IEL đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe, các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Bây giờ chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới anh em dự án AC Agro. Làm dự án hôm nay thì bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chatbot. Tiếp theo chúng ta nút cho group, lần lượt cho group Telegram channel như đầu tiên. Rồi, tiếp theo tao bách lại. Nát rồi. Bạn chờ một chút nhé. Đây rồi, mở lại đây. Ta mở tiếp cái Twister này. Polo Twister. Politics là pin port tab 3 người. Tân là Chocolotis. Tùy tiếp pin port vào tab 3 người nhé. Bây giờ mình sẽ tab 3 người. Rồi, mở Facebook này, mở Instagram, mở Comicap này, join vào cái liên kết ở đây mình đã join trước rồi nha. Mở tiếp Twitter này, Alupstan thì chúng ta follow, sau đó chúng ta sẽ tìm đến cái bài đăng về dự án AC Cloud này, Narrative này, ta nút đăng ký đây. Đây hỏi laptop, mình sẽ chọn một cái máy tính nhá, điền email này. Vì hôm nay chúng ta dùng VRC20, vì giá này đến từ mạng ETH. Twitter link. Chúng ta về từng nhà lấy profiling nhá. Paste profiling phía dưới đây. Tiếp link chúng ta chọn tiếp đi, chọn phần thời gian bài đăng ở trong cái bài mà có gắn thêm thẻ test đấy. Tiếp đây. Rồi chọn I have a joy này. Bây giờ mình sẽ đến nhiệm vụ Facebook các thứ nhé. Đang thích này. Like và chia sẻ là pin tít được chưa? Ấn về từng nhà. Copy phần profiling này. Viết profiling phía dưới đây này. Chọn I have a joy này. Instagram đúng không ạ? Instagram thì có thể nó không hoạt động thì các bạn copy luôn cái username của nó cho mình nhé. Ta xóa cái đoạn này đi. Đấy, thêm username nó vào. Thấy chưa? Đấy, rồi ra kênh Instagram nó ta tiến follow. Avatar ta phần profile này. Copy phần profiling của Instagram này. Paste đây này. Rồi chọn I have a joy này. Bây giờ chúng ta sẽ mở IMGBB đây. Ở đây là yêu cầu chúng ta là Add Quest Need đúng không ạ? Chúng ta ấn vào cái nút Add Quest Need này. Ta chụp ảnh xin shop này. Bằng chứng các bạn là Add Quest Need này. New lại này. Rồi tiếp theo chúng ta ấn Start Upload này. Up kênh ảnh đấy nên IMGBB. Ấn Upload. Chúng ta copy phần link này. Trở lại đây, ta trở lại bot đây, paste phần link bài chia sẻ vào đây này, chọn Have a Joy này, Have a Joy tiếp này, đã join một trong ba group thì mình đã join group 3 đây nhé. Bây giờ các bạn nút done, touch screen thì kỹ năng xong thôi. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án AC Cloud. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.